alo Hello Bộ đi vui lại xin thân ái chào các bạn Mình vừa nhận được một câu hỏi của một bạn trẻ nói rằng là bạn ấy đang học điều dưỡng Bây giờ muốn chuyển sang học nghề làm sushi Thì liệu cái nghề sushi này có trong danh mục của đào tạo học nghề tại Đức không? bạn ấy hỏi mình như thế khi mình nhận được câu hỏi này thì mình cảm thấy là có một sự lo lắng có một cái gì đó nó bất thường khi bạn ấy được nhận được một lời đề nghị là chuyển sang học nghề sushi cho nên mình phải lập tức là gác bỏ mọi công việc để mình lên video chia sẻ với các bạn về cái vấn đề này thì mình cũng trả lời bạn ấy rằng là dường như là sushi là thuộc lĩnh vực ẩm thực tức là nó thuộc về cái ngành của nhà hàng khách sạn chứ nó không phải là một cái nghề riêng biệt theo cái suy nghĩ của mình nó không phải là một nghề riêng biệt để được là đứng ở trong danh mục là nước đức chấp nhận cho các bạn qua đây chấp uh, cấp visa cho qua đây học nghề sushi thì theo mình theo những hiểu biết của mình thì sẽ không có trong danh mục học nghề đâu mình cũng nói với bạn ấy là nếu các bạn thắc mắc về vấn đề này như bạn ấy thì các bạn tốt nhất là đến sở lao động hoặc là đến cơ quan IHK nên các bạn đang đăng ký hộ khẩu hoặc là đăng ký học nghề đó đến đó hỏi thì người ta sẽ trả lời miễn phí và hướng dẫn cho các bạn thì năm rồi mình cũng nhận được một cái À, thông báo của một bạn nói là bạn ấy qua học sushi được hỗ trợ qua học làm sushi được hỗ trợ học tiếng Đức lên tới B2 và bạn ấy trợ chuẩn bị là tháng 10 năm rồi là bạn ấy qua. Thì mình đã nói trong một video là mình cảm thấy là cái cái việc này nó đối với mình là nó không chắc chắn. Đó. Mình cũng đề nghị bạn ấy mà bạn ấy cũng không có cho mình xem được cái hợp đồng là đào tạo sushi tại Đức như thế nào nên mình cũng không biết. Nhưng mà mình cũng có cố gắng chia sẻ để các bạn phải là có một sự tỉnh táo một chút. Bây giờ tại sao mình nói như vậy? Bạn mình á là làm quản lý shop sushi, quản lý mấy shop lận. Và cái việc mà các cái công ty sushi đang mở liên tục ở Đức, đang mở rộng ở Đức thì họ bị thiếu hụt nhân sự rất là trầm trọng. Họ không thể thuê được người Đức vì thứ nhất là người Đức làm không được như người Việt. Thứ hai là như mình đã nói rồi mặc định của người Đức á, là hãy sushi phải người Á làm. Chứ người Đức mà đứng đó quấn quấn thì họ sẽ không tin tưởng rằng là người Đức làm ngon được. Và người quốc người Đức họ cũng không khéo tay, họ cũng không kiên nhẫn để làm được cái nghề này. Và shop của bạn mình cũng đã từng thuê một cô người Đức vào làm nhưng mà rồi cũng phải là cho cô ấy nghỉ việc vì không đáp ứng được cái nhu yêu cầu của công việc tức là người Đức họ không, không có kỹ năng để làm sushi mình nói để các bạn biết rằng là sushi đang phát triển quá nhiều ở Đức phát triển nóng á <laughs> ha cho nên là nhân sự người Á thì hiếm hoi cho nên người ta sẽ tìm mọi cách tìm mọi cách để mà tìm kiếm được nhân sự thì trong đó người ta cũng có nghĩ tới các bạn thì mình á bây giờ mình nói từ từ là mình nói bạn mình á là tại sao hãng không đề nghị sở ngoại kiều là cho phép là nhận lao động từ việt nam qua để quấn sushi đó thì bạn mình nói là hãng có hỏi sở lao động rồi mình nói các bạn nghe luôn là tất cả những người nào muốn đi làm tại đức đều phải được cấp phép của sở lao động đó. khi các bạn qua đức học nghề thì cái việc học nghề đó nó gắn liền với cái việc là thực tập cho nên là các bạn được ưu tiên là tự động các bạn được phép đi làm uh, trong lúc thực tập và các bạn được phép đi làm thêm 20 tiếng tối đa là uh, 10 tiếng hay 20 tiếng một tuần gì đó uh, dường như là tối đa là 10 10 tiếng một tuần Đấy, thì các bạn được phép đi làm sushi đi làm thêm thôi thì sở lao động trả lời là sushi là món ăn của người Nhật, cho nên là họ không cấp phép để tuyển lao động Việt Nam qua quấn sushi, <laughs> nha. Đó là câu trả lời của sở lao động, tức là họ không coi cái việc mà quấn sushi là đào tạo nghề tại Đức, cho nên họ không cấp giấy phép để tuyển lao động Việt Nam qua làm. Thì ba câu cái câu trả lời của bạn mình như vậy thì mình mới nghĩ rằng là sushi không phải là một nghề đào tạo tại Đức mà nếu đào tạo làm sushi thì nó dính vô với nhà hàng khách sạn, nhà hàng khách sạn là có đào tạo đầu bếp thì có thể là trong đó có trong đó có cái việc là công việc là à, đào tạo bắn sushi. thì như vậy á, mình trả lời để các bạn nắm rõ thêm vấn đề là các bạn chỉ được phép làm sushi là làm thêm thôi thì cái visa của các bạn được sở ngoại kiều cấp á được lãnh sự quán đức cấp á là để qua đây học nghề thì bạn ấy là đang học nghề điều dưỡng bạn ấy muốn là chuyển qua học nghề sushi thì như mình nói rồi đó là sushi theo mình biết được là không có đào tạo nghề sushi mà có đào tạo nghề nhà khách sạn vậy các bạn nào mà học điều dưỡng cảm thấy là quá áp lực không thể theo đuổi nổi thì các bạn có thể xin đến sở ngoại kiều ấy à, đến sở lao động hoặc là đến ihk hỏi người ta là thủ tục để mình xin chuyển sang học nhà hàng khách sạn được hay không và nơi nào có hợp đồng đào tạo nhà hàng khách sạn thì như mình đã nói trong cái video là chuyển sang học nghề làm bánh ấy thì thủ tục của nó các bạn phải làm trước khi là các bạn hủy hợp đồng à, à, đào tạo điều dưỡng các bạn phải có cái được hợp đồng đào tạo trong nhà hàng khách sạn được hợp đồng rồi thì các bạn mới hủy hợp đồng với bên điều dưỡng bởi vì nếu các bạn hủy hợp đồng ngang rồi các bạn nghĩ rằng các bạn ra đi làm có công ăn việc làm có lương thì các bạn được tiếp tục ở đức nhưng mà các bạn nghĩ như vậy là không có đúng rất nguy hiểm cho các bạn ảnh hưởng tới cái việc lưu trú các bạn ở đức mình nói để các bạn nắm rõ vấn đề như thế này các bạn mới Việt Nam qua thì các bạn còn chân ướt chân ráo chưa nắm được luật ở Đức. <laughs> thì mình nói để các bạn biết nếu mà các bạn đi với những công ty nào mà họ có họ có là người tiếp tục là chăm sóc, nghĩa là tiếp tục mà tư vấn cho các bạn ở Đức thì các bạn hãy đến hỏi những anh chị đó. Còn nếu những các bạn đi đơn lẻ không có sự chăm sóc này thì các bạn lại nghe À, người này người nọ nói là thôi ra đi làm sushi học nghề khó quá qua làm sushi đi hoặc qua học qua học làm sushi <laughs> ha thì các bạn nghĩ ừ thôi mình bỏ điều dưỡng đi mình qua học làm học nghề sushi à, như cái lời đề nghị của người ta thì cái điều này nó không có cơ sở bởi vì việc học nghề ở đức là người ta cấp visa để bạn qua học nghề bạn chưa được phép định cư như mình được phép định cư mình muốn làm gì mình làm mình muốn đi làm ở đâu cũng được muốn ra làm sushi cũng được muốn đi làm điều dưỡng thì học điều dưỡng nghĩa là làm sushi á, hiện tại là người ta không cần bằng cấp gì cả chỉ cần vô người ta dạy cho bạn quấn là xong bởi vì mình được phép định cư mình được phép lao động tại đức chứ không cần qua đào tạo gì hết vô, vô quấn luôn sushi ha còn cái visa của các bạn là gắn liền với việc học một cái nghề nào đó ở đức chẳng hạn là nghề điều dưỡng hoặc nhà hàng khách sạn hay là những nghề gì đó thì bạn phải hoàn thành cái việc học này nếu vì một lý do nào đó bạn bỏ ngang việc học thì cái visa của bạn sẽ bị hủy tức là sở ngoài kiều người ta đã ghi vào trong đó rồi bạn visa của bạn là qua đức để hoàn thành cái việc học nghề nếu bạn bỏ thì cái visa đó không còn giá trị nữa, người ta không hủy thì bạn không có cái giấy phép lưu trú tại Đức thì bạn phải rời khỏi nước Đức. Đó, không phải như là người định cư của mình. Ha? Người định cư của mình là được phép định cư rồi, không có dính dáng gì tới việc học nghề, không không học nghề cũng được định cư, cũng được đi làm, không sao hết. Còn bạn qua là bạn phải học nghề. Đó, nước Đức mở một cánh cửa cho bạn là qua học nghề và sau đó được đi làm và sau đó được định cư. Đó, cánh cửa đó là một cánh cửa rất là tốt đẹp cho các bạn. Nếu các bạn bỏ ngang cái gì cánh cửa đầu tiên này, ê, bỏ ngang cái bước đầu tiên này là bỏ ngang học nghề thì nước Đức sẽ không tiếp tục chấp nhận cho bạn ở lại Đức. Bạn phải hiểu điều này ha. Tức là làm gì làm. Nếu bạn đang học một nghề nào đó mà bạn cảm thấy là áp lực bạn không thể theo đuổi được thì bạn phải tìm được một cái hợp đồng học nghề khác tại Đức thì có được hợp đồng đó thì sở ngoại kiều người ta mới cấp tiếp cái lưu trú cho bạn đang tiếp tục theo đuổi cái việc học nghề đó còn nếu bạn không tìm được một học nghề nào khác mà bạn đang học điều dưỡng bạn chán nản hoặc là không theo đuổi nổi bạn bỏ mà không có hợp đồng nghề học nghề mới thì sở ngoại kiều sẽ hủy visa của bạn ha bạn nắm rõ điều này về mình nha thì như vậy như mình nói là bạn chỉ được phép đi làm sushi hoặc học học quấn sushi là trong diện đi làm thêm thôi không được học chính thức như là bạn học nghề nhà hàng khách sạn hoặc là học nghề gì đó ha, bất kỳ nghề gì ha thì bạn phải chú ý là luôn luôn bạn phải có một hợp đồng đào tạo nghề tại đức thì bạn mới được tiếp tục ở lại đức Như vậy á, mình nói với các bạn luôn là cái visa của bạn là không phải là visa được phép lao động. Mà bạn chỉ được phép làm việc, làm thêm trong lúc bạn học nghề thôi. nha Bạn phải chú ý điều này nó nó rất khác với cái việc mà người được định cư. Tại vì bạn mới qua, bạn không nắm rõ mọi vấn đề. Nên mình phải giải thích kỹ như bạn cho bạn như thế. Các công ty tư vấn ở Việt Nam không biết họ có giải thích cho các bạn biết hay không để qua rồi bạn uh, lơ ngơ lớn hơn, bạn bỏ việc học mà bạn qua người ta nói là vô đây tôi dạy cho quấn sushi là bạn cũng như học nghề nhưng mà chẳng có mà học cái chẳng có một cái hợp đồng học nghề nào cả mà họ sẽ ký cho bạn một cái hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động đó là đối với bạn là nó bạn là người chưa được phép lúc đó sở uh, sở lao động không cấp giấy phép lao động cho bạn Đấy, bởi vì bạn không thuộc diện uh, là định cư tại đức còn mình uh, là có giấy phép lao động rồi cho nên là mình chỉ việc vô mình học mình quấn mình làm thôi ha bạn phải chú ý điều đó bây giờ nếu bạn chưa thắc uh, chưa hiểu thì cứ comment ở dưới là mình sẽ giải thích thêm tức là mình nói rõ rồi đó mình nhắc lại một lần nữa là visa của bạn là sang học nghề không phải là sang lao động cho nên bất kỳ một bất kỳ một lời đề nghị nào chuyển qua là học nghề quấn sushi thì bạn phải ra sở lao động. Nghĩa là tất cả những hợp đồng học nghề tại Đức đều do sở lao động quản lý, vì họ cấp cái lương học nghề cho bạn. Thì bạn ra sở lao động bạn hỏi là có nếu mà họ ký hợp đồng cho bạn và cầm cái hợp đồng uh, đó, bạn ra sở lao động bạn hỏi đây có phải là hợp đồng đào tạo nghề hay không. Đó. Nếu sở lao động bảo là đây không phải là hợp đồng đào tạo nghề thì bạn không làm theo cái hợp đồng đó mà bạn vẫn tiếp tục học cái nghề bạn đang học ha, Vậy bạn phải chú ý là không được hủy ngang hợp đồng học nghề nếu chưa có một hợp đồng học nghề mới, ha nếu bạn hủy ngang thì việc lưu trú của bạn ở Đức sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn nha, có thể là bị hủy visa nha, bạn chú ý điều đó. Thì mình uh, hy vọng là các bạn hiểu mọi vấn đề ha và thật là phải thật là cố gắng học để ra được trường để lấy được bằng tốt nghiệp không có việc nào là nó đơn giản đối với chúng ta nhưng mà cái khả năng học của chúng ta là được bởi vì sao mình nói các bạn một lần nữa chương trình học nghề tại đức là người ta đã nghiên cứu và người ta Uh, ra cái chương trình đó với trình độ cấp 2 tại Đức đó là học được những chương trình học nghề cho nên là đối với các bạn nó không có gì là khó cả bởi vì các bạn tốt nghiệp cấp 3 lần ha đó. người ta nghiên cứu ra chương trình học nghề người ta uh, uh, thiết kế ra nó <laughs> Mình dùng cái từ thiết kế chưa đúng là người ta bên bên đào tạo á, là người ta đã uh, nghiên cứu ra chương trình đào tạo học nghề dành cho những người tốt nghiệp cấp 2 tại Đức à, là đủ khả năng học rồi à, nếu họ tốt nghiệp cấp 3 học càng dễ cho nên là các bạn những năm đầu các bạn năm đầu tiên các bạn qua gì dướng ngôn ngữ không hiểu lắm không nắm được hết những ý thầy cô giảng cho các bạn thật sự thấy mình là khó khăn nhưng mà nếu chúng ta cố gắng vượt qua chúng ta cố gắng rèn luyện tiếng đức thêm vượt qua rồi hỏi các anh chị đi trước người ta giải thích cho mình thêm người ta hướng dẫn cho mình thêm thì bạn sẽ vượt qua được năm đầu thì năm thứ hai bạn sẽ thấy nó nhẹ nhàng dễ dàng hơn và năm thứ ba là bạn thấy thì học nghề ở đức chẳng có gì là khó khăn với bạn cả vì bạn là trình độ cấp 3 lận ha cho nên là năm đầu tiên là năm khó khăn nhất là những cái mình nói là những cái thác gền mà trong video mình nói đó cùng bạn vượt thác đó thì những thác gền đó là năm đầu nó rất nặng thì mình phải chịu khó mình vượt qua nó không nghe một lời nào nói rằng là mình chuyển ngang đi làm cái này đi làm cái nọ nó dễ không phải học không phải học nhưng mà bạn không có được cái điều kiện như bọn mình đâu bạn phải học và mình nói một điều nữa là cái học này là nó xây dựng nền tảng tương lai cho các bạn suốt cuộc đời luôn cho nên cố gắng đi năm đầu gặp khó khăn rất là nhiều à, mình chuẩn bị tinh thần từ việt nam đi nếu bạn nào chưa qua còn bạn nào đã qua rồi thì hãy cố gắng đi à, giống như chiếc xe nó mới đề ba bạn leo lên chiếc xe đạp mới đạp nó còn nặng nề lắm ha nó chưa có trớn nhưng mà bạn học sang năm 2, rồi nó có trớn rồi bạn thấy nó dễ đi rồi tới năm ba bạn thấy việc thi tốt nghiệp cũng chẳng có gì là khó đối với bạn cả ha à, cái xe đạp mà nó có trớn rồi nó chạy dù dù còn lúc mà mình mới leo lên để lấy trớn nó chở thêm một uh, cái chương trình học ở phía sau nữa thì bạn thấy nó nặng nề nó áp lực nhưng mà bạn sẽ vượt qua được mình tin vì bạn là người tốt nghiệp cấp 3 lần ha à, bạn không sợ rằng mình không tiếp thu được những kiến thức những kỹ năng của học nghề đâu học nghề người ta thiết kế người ta làm cho người học cấp 2 đã học được rồi mình học cấp 3 nữa mà ha rồi tạm biệt các bạn nếu thắc mắc gì về vấn đề sushi các bạn cứ hỏi mình nha mình cũng nhắc lại các bạn là các công ty sushi đang ráo riết săn lùng lao động <laughs> bởi vì họ mở rất là nhiều nhưng mà lao động thì không có mà không mướn được người đức ha mướn công ty mình cũng có mướn người uh, từ syri qua cũng là người á đó nhưng mà mình nói thật các bạn, cái món sushi chỉ người Việt Nam và người Nhật làm mà nhất là người Việt Nam là chịu khó, chịu thương và có cái năng khiếu, có một cái uh, kỹ năng để làm được nó thôi. Người Siri qua vô làm không bằng người Việt được và các ông chủ đều cảm thấy là không thích. <laughs> Nghĩa là không có người thì uh, cho họ làm tạm vậy thôi mà thật sự những người đó họ làm họ cũng cảm thấy là họ bị áp lực họ cũng không thích họ làm thời gian họ cũng nghĩ chỉ có người việt mình đeo đuổi được thôi cho nên là các công ty sushi đang nhắm vào các bạn đấy các bạn muốn làm sushi thì hãy chuyển qua học nhà hàng khách sạn và hãy học tốt nghiệp đi tốt nghiệp xong các bạn tha hồ làm sushi không ai nói gì hết nhà nước đức ok luôn gì đó là hợp nghề của bạn luôn ha và nếu mà bạn mà thích thích mà vào những công ty sushi hùng vốn làm với họ họ đang có những cái là chương trình mời gọi rất là hấp dẫn đó nhưng mà phải tốt nghiệp đi hả nha tốt nghiệp có giấy phép định cư tại đức đi rồi bạn sẽ thấy là nhiều cái tương lai nó nó mở ra cho các bạn rộng lớn lắm nha chứ đừng bỏ ngang việc học mình nhắc lại lần nữa không bao giờ bỏ ngang việc học tại đức nó sẽ ảnh hưởng tới visa của bạn đó nha cố gắng học tốt nghiệp xong ra trường rồi thì lúc đó tha hồ ta tung tăng ha chis tạm biệt các bạn là chúc rằng các bạn việc học của các bạn nó sẽ uh, tốt đẹp nó sẽ suôn uh, sẻ để bạn được thành công tại đức tạm biệt các bạn